Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Đỗ Nhật Hà. Đỗ Nhật Hà có tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân, sinh vào ngày 29 tháng 12 năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một người mẫu và người dẫn chương trình Người Việt Nam đăng quang Hoa hậu Truyền giới Việt Nam năm 2018, trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Truyền giới Quốc tế 2019. Kết quả chung cuộc là dừng chân tại top 6. Năm 2022, Nhật Hà tiếp tục tham gia vòng casting cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Về tiểu sử và sự nghiệp, Đỗ Nhật Hà sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Hà đã công khai giới tính từ năm 18 tuổi và bị gia đình phản đối. Năm 20 tuổi thì bắt đầu phẫu thuật chuyển giới và chỉ duy nhất chị gái ủng hộ quyết định này. Còn bố mẹ thì phản ứng rất gay gắt. Ban đầu Nhật Hà dự định tích góp 5 đến 10 năm để thực hiện giấc mơ của mình. Tuy nhiên sau đó vì thương con, mẹ của Nhật Hà đã giúp đỡ và đồng hành trong những ngày tháng phẫu thuật đầy đau đớn và vất vả. Năm 2015, Nhật Hà đăng ký dự thi Miss Beauty 2015 nhưng không giành được giải cao. Mặc dù cuộc thi đã được đông đảo mọi người chú ý đến, nhưng Nhật Hà vẫn chưa để lại được dấu ấn khi mà chỉ lọt top 15 chung cuộc. Sau đó, cô hạn chế tham gia các hoạt động để tập trung học tập. Năm 2017, cô đã tham gia trình diễn thời trang tại nhiều show diễn. Năm 2018, Đỗ Nhật Hà đã đăng ký dự thi Chinh phục Hoàn Mỹ 2018, cuộc thi Hoa hậu Truyền giới Việt Nam 2018 được tổ chức dưới dạng chương trình thực tế và đăng quang ngôi vị cao nhất tối ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Truyền giới Quốc tế 2019 lọt top 6 chung cuộc cùng với giải phụ Most Popular tại đêm chung kết diễn ra ngày 8 tháng 3 năm 2019. Ngày 2 tháng 6 năm 2019, Việt Nam Tươi Đẹp Mùa 3, chương trình truyền hình thực tế về du lịch với format hoàn toàn mới ra mắt khán giả có sự xuất hiện của Đỗ Nhật Hà trong vai trò dẫn chương trình. Năm 2020, cô tham gia web drama Sau Nạt Nắng, Sau Vạt Nắng được phát sóng vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 với vai diễn Khiết An, một hot girl 19 tuổi, thông minh, tự tin, tiểu thư đại cao, thích vẽ và tự tạo phong cách cho mình. Tại đêm bán kết của chương trình Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, cuộc thi Hoa hậu Truyền giới Việt Nam 2020 được tổ chức dưới dạng chương trình thực tế, Nhật Hà đã trở lại với vai trò người dẫn chương trình. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, Đỗ Nhật Hà trao lại vương miện cho người kế nhiệm cô Phùng Trương Chân Đài tại Hoa hậu Truyền giới Việt Nam 2020, sau đó xác nhận vòng casting Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và cô đã được tặng tấm vé vàng danh dự vào top 71 chung cuộc, trở thành người chuyển giới đầu tiên trở thành thí sinh chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông, báo giới, 71 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi năm nay đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý và nhận được đánh giá cao từ khán giả có mặt. Không chỉ nổi bật với chiều cao cùng với số đo hình thể chuẩn, top 71 còn trình diễn đầy tự tin với thần thái tỏa sáng cùng với nụ cười rạng rỡ. Top 71 đại diện cho 33 tỉnh thành, nhiều thí sinh đạt chiều cao trên 1m7, trong đó có 4 thí sinh cao trên 1m8. Đỗ Nhật Hà đã làm điều chưa từng có tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hà Nội là nơi có nhiều nhất thí sinh với 11 thí sinh, tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh 8 thí sinh, một vài tỉnh thành khác cũng có lượng thí sinh đông so với mọi năm: Quảng Ngãi 4 thí sinh, Tiền Giang 3 thí sinh, Tây Ninh 3 thí sinh. Đại diện ban tổ chức, ông Trần Việt Bảo Hoàng, phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi Hoa hậu Viện Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ: khi đưa ra chủ đề Vina Coleman, bản lĩnh Việt Nam, thì chúng tôi đã không chỉ tìm kiếm một hoa hậu xinh đẹp, tài năng, mà ở cả Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022,
Chúng tôi muốn thấy được sự tự tin, thông minh, bản lĩnh, có thể làm chủ bản thân và lãnh đạo tập thể, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực trong một xã hội hiện đại. Và hơn thế, chúng tôi tìm kiếm một nữ chiến binh sẵn sàng cho Hoa hậu Hoàn vũ thế giới sắp đến, với khả năng hội nhập, giao tiếp, ứng xử song ngữ tốt và giới thiệu mang hai tiếng Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tôi tự tin top 71 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hội tụ đủ những yếu tố ấy. Ông đã chia sẻ thêm, ngay từ những vòng đầu ghi hình, 71 thí sinh đã thể hiện bản thân tốt và được ban giám khảo đánh giá cao. Ông tin rằng sau quá trình rèn luyện, các thí sinh sẽ tỏa sáng hơn nữa và trở thành một Vina Woman thực thụ sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Ngoài những chiếc vé vàng, quyền lực lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ được ban giám khảo trao cho thí sinh. Thêm một chiếc vé vàng danh dự được trao cho thí sinh là đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Đỗ Nhật Hà. Cô chính thức ghi tên mình vào danh sách top 71 thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Theo đó, Đỗ Thị Hà là trường hợp đặc biệt nhận được vé vàng danh dự từ ban tổ chức cuộc thi. Cô không nằm trong top 70 thí sinh theo quy chế chính thức, không tranh suất các giải thưởng chính thức của cuộc thi. Nếu vượt qua vòng Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Đỗ Nhật Hà sẽ tiếp tục vào top 41. Tại đây, khán giả có thể quyết định được vị trí tiếp theo của cô thông qua việc bình chọn thẳng top 16. Nếu Đỗ Nhật Hà giành được giải bình chọn, thí sinh được bình chọn đứng vị trí thứ nhì sau Đỗ Nhật Hà cũng được chọn tiếp vào top 16. Nếu chiến thắng giải bình chọn, Đỗ Nhật Hà sẽ tham gia các phần chia sẻ quan điểm cá nhân được đại diện để nói lên tiếng nói của cộng đồng của mình trên sân khấu chung kết cùng các thí sinh còn lại top 16. Cũng tại đây, Đỗ Nhật Hà sẽ kết thúc phần tham gia của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sự xuất hiện của thí sinh Đỗ Nhật Hà đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa từng có tiền lệ, khi thí sinh chuyển giới vượt qua vòng thi sơ khảo tiếp tục tham gia các hoạt động tiếp theo của cuộc thi. Vì vậy, đây là quyết định mang ý nghĩa và thông điệp nhân văn, thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ quyền bình đẳng giới của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.